Con này chắc phải 4 ký mấy á. Biết người đó. Này, chú câu như thế này là cứ bung, cứ bung cọng dây ra rồi chú. Ừ. Nó còn dư một khúc nữa này các bạn. Ai da. Con này rồi, con cảm ơn. Con này nó mà đánh một cái đi rồi. Đây nha. To đùng luôn. Chú. Hôm nay hai anh em mình đi câu các bạn ơi. Hiện tại là còn đang bắt đầu ấy rồi. Ngày hôm nay rất nhiều người đi câu thì có cá anh em mình sẽ quay nha. Nhóc của em mình mới qua mới câu được một con nhưng mà nó nhỏ thôi. Trước lúc mà mình đặt nó quay á. Còn bây giờ là mình sẽ quay cái chỗ này. Cá các bạn ơi, em mình dính cá rồi. Dính rồi. Dính không? Ấy, ra đây nè. Ấy, ra đây nè. Dính cá rồi các bạn ơi, hai con rồi, con thứ hai. Nãy giờ toàn nó dính không mà mình chưa dính. Đây là buổi câu cá của hai anh em mình. Cô nhóc mới lên được một con cá nữa. Đây, con Nguyên con trùng luôn. Hai con. Con Nguyên con trùng luôn. Mình câu ở Landmark 81 nha. Đang ngược sáng nè. Đây có mấy anh đang chịu sức. Nãy giờ chuông mình đụng á nhưng mà không có câu được. Chưa có dính, nó không có ăn mồi mạnh. Mình đang đợi cá bà. Các bạn, đây chú dính cá lớn rồi. Đây. To đùng luôn. Đây đây chủ nhân nha. Chú đi săn cá tra, chưa thấy cá tra mà thấy cá chê rồi. Cá bự. Con này chắc phải 4 ký mấy á. Tiếc quá không phải là mình. Buồn quá. Hồi chú không lấy chú cho con nha. Ừ. Con đi cho lên đá. Đừng nắm dây Tân. Đừng nắm dây. Cứ để như vậy. Đừng nắm dây, nắm dây nó đứt dây á. To lắm. Tân né ra coi. Đây. Cho ra này. Xong lên mắt nha. Tân cầm cho Tân. Chú cho mình các bạn ơi. Chú cho mình nè. Ui giời ơi, cá đã. Con này cũng phải 4-5 ký. Chú đánh lưới chữ U à. Không lưới ba tiêu trong cho khéo vỡ tay đấy. Trời bự. Tân à. Tân
mình phải móc cái mồm đó kìa. Bà tiêu thì phải đè cái mắt nó lại. Đè nó thấy nó dậy, đóng như vậy. Đừng có cho nó dậy vào trên. Tay. Nó khóc hả? Trước con bự hơn con này. Cũng đêm. Tao nghe thấy giặc là tao biết cái kiểu cá tra, cá trê này. Lấy được không hề chú lấy cái kìm. Cho con mượn cái kìm để cho nó chắc. Coi chừng ra đừng có đụng vào cái dẫm cái cành nó khóc. Dạ mà hư cần rồi chú không có tiền đền luôn. Nè, máy nè. Ôi nó tắt rồi pin. Thôi được rồi. Cần của chú. Mới dinh chú. Mình mới dinh chú được cái to lắm đó. Chú đang kiếm cá tra. Để hôm nào mình học rồi. Để chú đánh chuối nha. Cho chừng đẹp đẹp ấy của chú kìa. Thôi thôi, cho nó ra ngoài. Cái mồm đó, cái râu ấy chỗ này, nó bền lắm nha. Chưa ra câu được đi. Bỏ tay bên. Cái mép này là dính là chắc, anh chắc rồi. Ừ. Đấy. Ây da. Hấp dính người đó. Này, chú câu như thế này là cứ bung cọng dây ra rồi chú. Ừ. Nên, ra nó còn dư một khúc nữa là các bạn. Ai nhá. Con này. Dạ rồi, có cảm ơn. Con này nó mà đánh một cái đi rồi. Đây nha. To đùng luôn. Chú. Chú cho mình. Chú cho hai anh em mình. Đợi. Chú cho con cái anh đi cho con chụp tấm hình đi. Đứng chung đi. Làm kỷ niệm luôn. Đó. Chủ nhân câu cá. Câu cảm ơn. Tấn 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 tấn. Chú câu. Nè. Con bự con gì nó nhảy ra. Mấy con kia mình câu nó nhỏ xíu à. Trời ơi. Nó vô nó đè. Nó vô nó đè con này mà nó lật nó luôn rồi. Gì con? Rửa tay, rửa tay. Nó cảm nhận các bạn. Cá nó có nhốt lắm các bạn. Lấy nhốt được rồi. Đóng cá mới thôi. Cuộc đời mình bây giờ coi con cá này chưa bạn? Dạ rồi anh. Rồi mà sao không lấy lên gì hết nè. Mình ghiền lắm nhưng mà giờ mình không có rồi hả? không đúng rồi. Ba tao coi cái qua coi mồi chú cẩu gì. Ấu mày. Đâu. Mình qua mình ăn cắp mồi của chú nha các bạn. Đây. Cháu làm gì? Dạ. Cháu làm gì? Coi chú móc chuối. Coi cắt móc chuối đi. Nè. Nếu mà lưới ba tiêu thì làm này nhá. Dạ. Đấy. Cái cây này là mình cắt một miếng chuối khô được, tươi được. Làm cái lỗ cho nó đi chính giữa này nè. Đấy. Cái miếng này rồi. Là giữ lại. Ừ, đấy, giữ lại để nó không, nếu không nữa mình ném nó tuột. Dạ. Rồi cái này ấy để nó khỏi rách trên thế thôi. Đấy chú kêu toàn thấy toàn dính con tê to đấy. Trong mong từ nó cứ đến. Có câu nhưng mà cá ta chạy không con này nhiều lúc đây chơi dính là chú biết cá trê rồi chứ cá ta nó kéo áp không nhiều. Con chỉ câu được con mà giống con cá tra nhưng mà nhỏ hơn xíu. Ừ. Nhỏ hơn 1/10 luôn. Ừ. Cá lăng, cá xác á. Cá xác. Con ấy mà nó có ấy bên hông ấy nó còn dạ vâng, có đau lắm, đau lắm, khủng khiếp lắm. Trời ơi. 2 tầng. Cái con to hơn chẳng có túi là cuối cùng ấy khuya rồi không đứa nào lấy nói thả vô đâu thôi rồi gọi điện về thằng nó bỏ anh đưa về giam
nó còn nói em chạy thang đấy thì thôi mày đấy đâu để tao đưa cho biết chốt chỉ chỗ nào cho mày đến tiếp tao giờ từ mày sống vậy. Hay là mai làm này chuối luôn rồi nó sẽ chuối nhớ mua chuối và loại vừa vừa đấy. Đừng dạ vâng chuối sứ rồi chú chuối và phải chuối kiểu nó ấy hồi nãy là chú câu mua ấy thì bà cái bà cho bà bán cưới bà cho mà bán mít xong rồi bà bảo nhà đi câu luôn có cái có cho đây kiểu nó bị chuột ăn đi hai mấy quả rồi thế bà cho quá đẻ ơn kia nó câu cá tra quá ngay chỗ bên tập hạ cá tra 7-8 viên kia mà đợt này không có được trước rồi nó đi theo đợt đó ta nó phải cư đấy. Bây giờ mọi người những cái chè trên kia chắc chú buồn rồi luôn á. Gì? Không hiểu không kìa. Trên chỗ bãi Tuyền, trên chỗ bãi Tuyền có người dịch cá tre 7-8 kg. Chú tưởng là mới câu được. Ông kêu là theo được, có được người ta dính. Không. Tới nói có chuyện rồi. Nè con của hai mình nè bạn. Hai chiếc cộng lại chắc chưa được một cái của chú đâu. Cái này giờ nó bự quá mình bỏ vô nó đèn mấy kia nó đánh vô đuôi rồi nè. Bắt mấy con nhỏ thả đi ông để đó tí chụp tí trong cái